Kính chào quý vị. Mời quý vị cùng theo dõi những thông tin thời tiết đáng chú ý trên kênh VTC16. Sáng sớm nay, vùng hội tụ gió trên cao đã gây mưa dông cho các tỉnh vùng núi Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió lên đến mực 5.000m, nên trong chiều tối và đêm nay, ở vùng núi Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa to đến rất to, với lượng mưa từ 10 đến 30mm trong vòng 12 giờ, có nơi lên đến trên 50mm trong vòng 12 giờ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo mưa dông ở các tỉnh vùng núi Bắc Bộ có khả năng sẽ kéo dài trong 1 đến 2 ngày tới. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hà Giang và Tuyên Quang. Xuôi xuống các tỉnh Trung Bộ, nắng nóng vẫn duy trì trên khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Phía Bắc của khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận với nền nhiệt độ phổ biến từ 25 cho tới 36 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết dễ chịu hơn miền Trung do có những cơn mưa dông rải rác khiến nền nhiệt chỉ duy trì ở mức 21 đến 33 độ cho khu vực Tây Nguyên và 24 cho tới 34 độ cho khu vực Nam Bộ. Cuối cùng sẽ là những thông tin thời tiết đáng chú ý tại các vùng vào ngày mai. Mời quý vị cùng theo dõi.